Tiếp theo đây tôi đọc bài Nọc Nạn. Bài này tôi viết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 tại Phú Thọ, Tâm Nông. Bài Nọc Nạn. Phong thần tái thế kỳ 3 tháng 2 mùng 4 xuất mà khi binh trái châu xây chuyện địa hình, ám dương khí tiết kỳ tinh đạo hòn, gian dày tiếng khóc nỉ non, nạn tai dồn dập hao mòn nhân sanh, á âu gặp chuyện chẳng lành, bão to sóng lớn bao quanh các nhà, đất bằng sụp đổ thiết tha, nạn tai ngó thay vậy mà khiếp kinh, tan nhà nát cửa lụy mình, giặc thiên diễn biên địa hình Á Châu, giặc địa rối loạn bên Âu, thiên địa biến đổi gây sầu cho dân, từng hoàng thế cuộc xoay dần, biến người trần hạ tự lần mòn hao, hạt nhân vũ khí tạo đào, trời sầu Phật thảm làm sao được tồn, thiên hành tai nạn dập dồn, cha làm con chịu xác hồn tiêu tan, tổng thống các nước tham tàn, hạt nhân chế tạo quán than bao người, làm giàu trên giọt máu tươi của bao thế hệ con người xưa nay, thiên hành phải chịu lung lay, làm sai phải bị từ nay luật trời, trời răng trời phạt người ơi, xấu ông chuyện đồng cõi đời suy vong, từ đây trỗi dậy cuồng phong, đất liền bỗng chốc thành sông, nào ngờ đổ tuôn chỉ có một giờ, tiểu nhân tiêu vật bãi bờ còn đâu, của tài sử sản chìm châu, người ơi nhìn thấy thắm bao nào nề, nạn thiên diễn biến gần kề, giặc trời khó tranh khó bề căng ngăn, tới ngày thiên địa mây giăng, thương cho sanh chung dương lằn hiểm nguy, hồn tử quan thác biên di, chiến tranh bom đạn Hoa Kỳ tạo nên, Nga Anh Nhật Pháp tội đền, cùng chung số phận níu lên sự đồ, các nước chế tạo năm mồ, tạo nhiều vũ khí hại vô số người, hồn quan chờ đợi tới thời kết thành bão loạn biến đời lầm than, chế tạo vũ khí xâm loạn để đà đổi lấy đô vàng chứa kho, nay đây phải chịu nạn to, châu chìm lễ đổ cơ đồ suy vong, tới màn vũ trụ thần phong, phong thần tái thế sóng rồng lượn bay, quảng cầu thế giới lung lay, nạn tai dồn dập bí ai thảm sầu, đất sụp thân xác vùi sâu, cửa nhà đổ nát còn đâu tranh giành, tính toán hại bạn hại anh, tranh giành bả lợi sản sanh độc tàn, vũ khí bao kẻ thác quan, dĩ sinh hồn tử kết đoàn kỳ tinh, hiện vật chướng ngại âm binh, binh âm di chuyển địa hình lung lai, dầu cho cao học kỳ tài cũng không đoán được đổi thay khi bầu,
thiên hành thiên phạt thiên thâu, thiên tạo thiên phá á âu lộ hình, các nước chế tạo khí binh, hãy dừng giữ lấy hòa bình trái châu, mới là hết cảnh thâm bâu dân lành, hết cảnh đối đầu đau thương, nhân thế tạo bại chiến trường, tại lòng ích kỷ tranh đương hận thù, chất chồng tội lỗi lu bù, thiên hành phải chịu phiền ưu kỳ này, Nhật Pháp sang Nam tội gây, ông cha ngày trước tội gầy quá đa, tới đâu ở đó lụy xa, lấn xâm Nam Việt hiếp hà dân sanh, tội còn ghi chép đành rành, sử sanh ghi rõ tội anh quá kỳ, anh làm đảo lộn triều nghi, nơi nào cũng có hoa kỳ chiếm thâu, nhà anh thì ở bên Âu, anh qua bên A chiếm bầu khí thanh, đến đâu thì cũng tranh giành, đến đâu đạn pháo chiến tranh dậy đầy, đau thương mất mát anh gây, trời sầu Phật thảm tội này phải tra, hồn quan thác cõi diêm la, chờ anh Mỹ Quốc hội mà cái tâm, không còn tính chuyện xa xăm, ngưng chế vũ khí kẻo lâm nạn trời khó tranh dậy thời, mong anh Mỹ Quốc nghe lời giải khuyên, từ đây đại nạn liên miên, khó mà chống chọi nạn thiên kỳ này, Nam bang có Phật có thầy, có ngòi bút mực phép hay cứu trần, á âu tai nạn tới gần, con dân thống khổ muôn phần đeo mang, binh khí chấn động cơ quan, xôn xao bá tánh tóc tan giật chờ, các nước chẳng rõ bên bờ nơi đâu bến đậu nền thơ vững vàng, các nước chẳng được Phật ban lời vàng tiếng ngọc khuyên can tu hành, tâm nhân chất chứa tam bành, lục đặc xui khiến giao tranh hại người, không tin nhân quả luật trời, làm nhiều điều ác ác thời đáo lai, làm thiện thì thiện đáo hoài, làm ác thì ác đáo lai rõ ràng, từ đây giấc ngủ chẳng an, luật trời báo ứng kinh hoàng, nhân sanh tích ác hưởng quả bất lành, ráng mà tích đức hậu sanh hưởng nhờ, Nam bang Phật quốc bút tờ, khuyên can trần thế bỏ mơ kẻo lầm, hãy tìm thanh sử cơ thâm của Hồ Chủ tịch ghi tâm ở đời, hồn linh phượng phất khắp nơi, đồng bằng Nam Việt mượn lời bút ghi, Cửu Long sóng vỗ ầm ì, Chí Minh giáo chủ nay quy về trần, mượn ngòi bút mực nữ nhân viết bài khuyên nhủ thế trần, từ đây cơ trời thế cuộc đổi xoay, Phật quốc cùng thầy lai đao bút nghiêng, khuyên miền Nam địa nói riêng, khuyên chung Nam quốc tu hiền thiệt tâm, thị là quả mới khỏi lâm, tái bay quả gửi Phật tầm cứu cho, thương đời trở xuống hát hò, người đời chẳng xét mãi lo tranh giành, tiền tài danh vọng ghét ganh, không ai để ý ngọc thanh gốc trào, mãi lo tranh thấp tranh cao, chớ nào có biết thay đào đổi ngôi, chuyện xưa tích cũ qua rồi, thay đời ngòi bút phản hồi lời văn, tân khai kỷ mão đạo hằng, tu theo Phật quốc gốc căn tổ thầy.
Biểu sơn tuần tích còn đây, lưu danh hậu thế dựng xây nước nhà. Tiền đồ quốc sử Long gia, Long Quỳnh sử bổ kỳ ba ra đời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, noi theo gương bác tạo đời đẹp xinh. Tu theo Phật quốc vua Minh, Bác Hồ dĩ chúa cửu tinh muôn loài. Thương đời quả gửi tay bay, hồn thiên phượng Phật đáo hoài về non. Thất sơn ông cắm bãi hòn, hiệp quỳnh phú sổ lầu son ân bài. Bút kỳ ấn bản đề khai, cứu nguy trăm họ thoát rài binh đao. Phạn âm quyền phép đền trào, Thích Ca Phật tổ chuyển giao phép trình. Quan âm Bồ Tát dược linh, mượn ngòi bút mực thi trình cứu dân. Hồn binh các vị công thần, vua quan các cấp thọ ân quốc trào. Cũng về ngòi bút văn thao, cứu cho trăm họ mau đào bớt tuôn. Hoa Liên chiến sĩ cội nguồn, Thất Sơn hội đủ dở tuồng Phật ra. Phật ra cứu lấy đồng ba, tới hồi biến loạn nhờ mà ngồi nghiêng. Thầy về dùng đất Tứ Xuyên, lộng lẫn quy phụng hội thuyền Cửu Long. Cửu Long sáu nọ quá rồng, vua ông xuất sư Phật ông hồi trào. Kỳ hương đuốc huệ bút trao, Bửu sơn lai đao lập trào thế gian. Dừng bút chờ lệnh minh hoàng, định giờ cứu lấy tai nạn bốn phương. Nam mô Phật Quốc Đại Đồng, Bửu Sơn Kỳ Hương Ngọc Bích. Nam mô A Di Đà Phật.